Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp nhà mình ngày hôm nay. Hôm nay bếp vận động chia sẻ đến các bạn món khô cá cơm rim cùng với tóp mỡ. Món này mình ăn cùng với cơm trắng thì rất là ngon miệng. Đặc biệt vào những cái buổi chiều mưa, mình chỉ cần một tô cơm trắng với ít khô cá cơm rim mắm tỏi này thôi thì đã rất là tuyệt vời rồi. Vào những cái ngày mình ngán thịt cá, mình muốn tìm một cái món nào đó đơn giản để đổi khẩu vị cho cả gia đình mình thì cái món khô cá cơm rim tóp mỡ này là một sự lựa chọn rất là thích hợp. Và nếu các bạn cũng yêu thích món khô cá cơm rim tóp mỡ này thì hãy vào bếp với mình ngày hôm nay nhé. Và đây là phần nguyên liệu mình đã chuẩn bị để làm món khô cá cơm rim tóp mỡ ngày hôm nay. Đầu tiên không thể thiếu đó chính là khô cá cơm. Hôm nay mình sử dụng cái loại cá cơm nhỏ như thế này. Khô cá cơm thì có rất là nhiều loại, các bạn sử dụng loại nào cũng được ha. Bên cạnh đó thì mình cũng đã chuẩn bị một ít tóp mỡ. Đây là tóp mỡ chiên giòn có cả cái lớp da bên ngoài luôn nè các bạn. Và trong cái video lần trước thì mình cũng đã có chia sẻ về cái cách làm tóp mỡ có cả cái lớp da bên ngoài từ nồi chiên không dầu, rất là đơn giản luôn ha. Mình làm theo cách này thì hoàn toàn không có sợ bị bắn dầu cũng như không có phải mất thời gian để canh chỉnh nữa, rất là đơn giản. Nếu mà các bạn yêu thích thì vào xem và ủng hộ kênh bếp vợ đậu với nha. Bên cạnh đó thì mình cũng đã chuẩn bị một ít tỏi băm, đầu hành lá và một ít lá gừng. Đối với các món cá khô kho nói chung, đặc biệt là cái món khô cá cơm rim tóp mỡ ngày hôm nay nói riêng thì cái phần lá gừng này nó rất là hợp luôn nha các bạn. Mình cho vào kho cùng thì cái món ăn của mình sẽ thơm và ngon hơn rất là nhiều. Nếu mà nhà các bạn có sẵn lá gừng thì mình cũng thử cho vào ha. Bây giờ thì mình sẽ đi rửa cái phần khô cá cơm này. Mình cho phần khô cá cơm này vào trong một cái rây và mình sẽ rửa trực tiếp dưới cái vòi nước để loại bỏ hết những cái chất cặn nhỏ ở phía trong cái phần khô cá cơm này. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị cái phần nước sốt kho. Và cái phần nước sốt kho của mình cũng rất là đơn giản, bao gồm có nước mắm, tương ớt và đường. Cái phần nước sốt kho này thì các bạn cứ điều chỉnh tùy theo cái lượng cá khô cũng như là cái khẩu vị của gia đình mình ha. Sau khi đã chuẩn bị xong hết tất cả các nguyên liệu rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành rim cá cơm cùng với tóp mỡ. Hôm nay mình sẽ sử dụng mỡ để thay cho dầu ăn. Cái mỡ này mình lấy được từ cái phần làm tóp mỡ đó các bạn. Đối với các món cá kho hay là rau xào thì mình thích sử dụng cái phần mỡ động vật hơn là dầu ăn. Cái này là do sở thích riêng của mình thôi ha. Nếu mà các bạn không thích sử dụng mỡ động vật thì mình cứ thay thế bằng dầu ăn bình thường. Đầu tiên thì mình sẽ phi thơm cái phần tỏi băm lên trước. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần khô cá cơm vào và mình xào khô. Do trong cái lúc mình rửa cái phần khô cá cơm của mình ngấm nước đó các bạn, nên là mình sẽ cho vào trước để mình xào khô. Khi mà mình cho gia vị vào thì cái phần gia vị dễ ngấm vào trong cái phần khô cá cơm hơn ha. Và mình xào tầm khoảng 3 phút với lửa nhỏ. Khi mà khô cá cơm của mình đã khô lại hết rồi thì tiếp đến mình sẽ cho cái phần tóp mỡ vào. Cái lượng tóp mỡ thì các bạn cứ cho tùy thích thôi ha. Cái phần tóp mỡ mình làm có cái lớp da bên ngoài như thế này rất là giòn luôn nha các bạn. Kể cả khi mà mình chế biến món ăn thì những cái miếng tóp mỡ của mình vẫn giữ được cái độ giòn rất là ngon. Mình hoàn toàn không có sợ bị mềm đâu nha các bạn. Sau khi khô cá cơm và tóp mỡ đã được xào nóng đều lên rồi thì tiếp tục mình sẽ cho hết cái chén gia vị vào và mình xào thêm tầm khoảng 3 phút nữa để cho cái phần khô cá cơm và tóp mỡ của mình ngấm đều gia vị. Các bạn lưu ý trong suốt cái quá trình xào thì mình luôn luôn để lửa nhỏ thôi ha. Chứ không thì cái phần khô cá cơm của mình rất là dễ bị cháy. Cuối cùng thì mình sẽ cắt một ít lá gừng và đầu hành lá vào, mình đảo đều lên và mình tắt bếp. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái món khô cá cơm rim tóp mỡ ngày hôm nay rồi nè các bạn. Rất là thơm ngon và hấp dẫn. Vào những cái ngày mình ngán thịt cá, mình muốn tìm một cái món nào đó vừa ngon vừa đơn giản để đổi khẩu vị cho cả gia đình mình thì cái món khô cá cơm rim tóp mỡ này là một sự lựa chọn rất là thích hợp. Cái món này mình ăn cùng với cơm trắng thì rất là tuyệt vời, đặc biệt là vào những cái buổi chiều mưa, mình chỉ cần bới một tô cơm trắng thêm một ít khô cá cơm rim tóp mỡ này thôi thì đã rất là ngon miệng rồi. Các bạn hãy tham khảo cái món khô cá cơm rim tóp mỡ này và làm để gia đình của mình cùng thưởng thức nha. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã xem hết video. Và khi xem video, nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì hãy tặng mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.